Hôm nay 8 tháng 12 năm 2023, thời tiết khu vực Bà Rịa Vũng Tàu khá mát mẻ, trời nắng gián đoạn, nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn 1 độ. Đêm nay và ngày mai dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, độ ẩm 76 đến 81%. Huyện Côn Đảo nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, độ ẩm 76 đến 81%. Hải Phòng, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió theo hướng đông bắc cấp 5, giật cấp 6, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 12 năm 2023, mực nước cao nhất 385cm vào lúc 23 giờ và mực nước thấp nhất 210cm lúc 6 giờ. Chất lượng không khí trong tỉnh hôm nay tiếp tục trong lành, kết quả quan trắc về bụi khói khí thải toàn tỉnh đều cho kết quả tốt, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Chỉ số chất lượng không khí AQI dao động từ 22 đến 40.